Mỹ Hiên. Mình năm nay 20 tuổi và mình đến từ Nghệ An. Hiện tại thì mình đang học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Trời xanh gió mát chẳng ngừng, anh không để ý, coi chừng yêu em. Chào anh, là em, Chu Thị Thiên đây. Em là cô gái hay cười, nhưng nhiều lúc lại cười không vì lý do gì. Chắc là tại trời đẹp, thời tiết dễ chịu và do anh bước vào cuộc sống của em. Em là vậy đó, sáng nắng, chiều mưa, chưa nghĩ về anh. Ngày đẹp nhất là trời xanh, thời gian đẹp nhất là khi có anh ở bên cạnh. Em muốn cùng anh trải qua một ngày thật êm đềm, cùng anh nấu ăn, cùng anh dạo phố, cùng anh tạo nên những kỷ niệm thật lãng mạn của đôi ta. Em đã có những ngày đơn phương nghĩ về anh, nhưng hôm nay chính là thời khắc em đến đây để hỏi tội anh đây. Anh biết là anh đã mắc tội gì không? Đó là tội cướp mất trái tim em. Nè, anh đợi đấy nha, em phải đến làm cho ra nhé chuyện này mới được. Chàng trai tỏa sáng nhất hệ mặt trời của em ơi. Ngày hôm nay em đến, em có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa cho chị biết được nhiều hơn không? Chàng trai mà hôm nay em đến đây nói lời tỏ tình á, có một nụ cười đẹp nè, có một chút tinh nghịch và pha một chút quyến rũ nữa. Combo lại combo rồi. Combo này là ai cũng có ở đây hết em ạ. Mình vẫn nghĩ cho các bạn biết thì tầm hôm nay
ơi, ngoài xinh ghê luôn. Màu trắng tinh khôi. Làm quá bạn nữ sợ lắm. Dạ Long nói đúng á, các em đừng làm quá bạn sợ. Em đỡ run chưa? Em thấy run hơn. Em thấy run hơn. Em thấy run hơn. Thôi đi về, người ta run hơn rồi kìa. Các em vừa nghe câu chuyện của Thiên thì thấy có một chi tiết nào đó nó hơi khá khá giống một trong những người đang ngồi ở dưới đây không? Thực ra câu chuyện bạn kể giống y chang mối tình mới đây của em luôn. Em không biết sao nhưng mà khi yêu vào em ngốc nghếch lắm. Em đã từng đứng ở dưới chung cư nhà bạn đấy từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Nhắn tin gọi điện chỉ để cho bạn đấy mùi lòng và đi xuống gặp em thôi, nhưng mà kết quả là bạn ấy không gặp em. Thì sau cái đấy em thấy là ủa, sao mình chân thành như vậy, sao mình yêu nhiều như vậy mà người ta không trân trọng mình như vậy. Thì em mới nghĩ là anh thương em